<laughs> Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Một vị tướng của Việt Nam và cũng như là một vị vua của thời Trần Và trong video ngày hôm nay em trai Phạm Hoàn bên tượng gỗ Sử Văn Hồng Mang đến cho toàn thể anh chị và các bác một tác phẩm Được chế tác trên dòng gỗ vương mục từ đàn đỏ Một cái dòng gỗ vô cùng là quý hiếm và có giá trị rất là cao Và đặc biệt hơn nữa ở tác phẩm này thì vân gỗ là vân gỗ tuyển chọn Tổng chiều cao sau khi hoàn thiện xong tác phẩm vẫn còn lên tới là 98 Chiều ngang là 30 và chiều sâu là 27 Cái phôi gỗ ban đầu Bên em hoàn thiện ra là cái form cao một mét nhưng mà sau khi bên em cân đế thì hiện tại tác phẩm sẽ bị hụt đi 1 đến 2 phân thì hiện tại tổng thể tác phẩm có chiều cao lên tới là 98 và đương nhiên đây là một phôi gỗ hàng thân phôi gỗ cột thì bên em đục tứ diện và đây là phía mặt đằng sau của tác phẩm đây. Kính mời các bác mình cùng đi sâu hơn vào một tác phẩm này, nhìn ngắm cho em từng cái đường nét đục mà cũng như là chất vân chất gỗ ở một tác phẩm. À, hình tượng của ngài Trần Quốc Tuấn với dáng thế đứng rất là uy nghiêm. À, thần thái của ngài thì thoát ra một cái hồn rất là đẹp các bác nhá. À, thần thái đây. Đấy, ánh mắt thì có hồn này bộ râu và cũng như là cặp lông mày thì bên em đục tỉa tươi từng soạn và ngài thì đang khoác trên thân mình đó là một cái uh, tảng tà áo rất là đẹp con nhá một tà áo này làm những cái đường nét gấp lếp sắc nét tỉ mỉ và những có cái giải mây bên em tạo đây Đấy, rất là đẹp luôn và đục những họa tiết hoa văn nổi kênh hẳn ra và phía sau thì ngài đang khoác một cái tà áo choàng tà áo choàng của ngài thì bên em làm mềm mại phiêu theo hướng gió con nhá Đấy, mềm mại phiêu theo hướng gió và ngay từ ban đầu đã chia sẻ rồi đây là một cái phôi gỗ tuyển chọn thì uh, đây các bạn nhìn ngắm ạ vân là vân loang để mà có được cái phôi gỗ vân loang như này là vô cùng là hiếm có nhá rất là hiếm có luôn chứ không phải là à, thích là có được đâu là may mắn thì là mua được ví dụ như là 100 phôi gỗ thì sẽ có một cái phôi gỗ như vậy và phía dưới thì bên em đục bệ đá đá là bên em đục đá xẻ này có cả những họa tiết hoa văn ví dụ như là hoa cỏ lá cành và có cả một cây tùng bonsai của cổ thụ đây. Và bên em khắc họa luôn cái dòng chữ Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn có những cái phần họa tiết hoa lan tây và những cái phần họa tiết cổ đây. Rất là đẹp. Bình thường là bên em là gắn chữ nhưng ở tác phẩm này là bên em uh, chạm uh, liền niền khối và cũng như là đột nổi uh, kênh lên. Tổng chiều cao tác phẩm lên tới là 98, chiều ngang là 30 và chiều sâu là 27. Em đang giao lưu tác phẩm này với mức giá chỉ là 17 triệu đồng thôi. Anh chị nào mà quan tâm mong muốn sở hữu tác phẩm, thiếu thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua cho bên em tượng gỗ sưởng Hồng với hai đầu số 0789 336 48, hoặc 0966 336 48, anh chị nhá. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào ạ.